Xin chào mọi người, điện thoại thông minh hiện là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Với cái sự phát triển của công nghệ dựa trên AI ấy, thì Samsung có vẻ như là họ đang dẫn đầu với Galaxy S24 Ultra này. Mặc dù thì nó đang giới thiệu một số tính năng AI khá là thực tế, chẳng hạn như là Grammarly này, thì nó đang hỗ trợ cực tốt cho cái việc là tin nhắn văn bản của bạn. Nhưng mà những tính năng AI nổi bật của S24 Ultra này, nó vẫn là sự xuất sắc tổng thể của nó với tư cách là một chiếc điện thoại thông minh, đúng nghĩa là thông minh luôn. Trong cái bài đánh giá toàn diện này ấy, thì mình sẽ đi sâu vào các khía cạnh khác nhau của điện thoại, mặt tốt và mặt xấu, để giúp các bạn là đưa ra một quyết định sáng suốt hơn, xem là có nên nâng cấp lên dòng S24 Ultra mới nhất hay không, hay là chúng ta chỉ cần là dừng ở S23 Ultra là quá đủ rồi. Và chào mừng nhận tới với Kiba Channel. Thì hãy bắt đầu với cái điều đầu tiên mà các bạn có thể nhìn thấy trên chiếc điện thoại này đi, đó chính là thiết kế và khả năng hiển thị của S24 Ultra. Có thể là các bạn đang bảo là giống hệt với những chiếc điện thoại Ultra trong vài năm qua, nhưng mà chúng ta hãy kiểm tra kỹ hơn một chút, và chúng ta đang nói về cái việc là những nâng cấp trong năm nay. Không giống như là S23 Ultra, nó chỉ có cái chất liệu là nhôm Armor thôi, mà S24 Ultra này nó còn có khung bằng titan, nó giống hệt như là con iPhone 15 Pro Max. Nó không chỉ mang lại cái cảm giác cao cấp hơn khi mà anh em cầm trên tay, ngoài ra ấy, nó còn ít trơn trượt hơn so với S23 Ultra, cùng với cái thiết kế hình hộp lớn và cũng vuông hơn bao giờ hết nữa. Cái việc mà Samsung đưa ra tuyên bố rằng ấy, là cái khung titanium mới này khiến nó trở thành một chiếc điện thoại thông minh Galaxy bền nhất từ trước đến nay, có thể là bền hơn tất cả các hãng điện thoại khác luôn. Và một cái thay đổi lớn khác trong cái thiết kế đó chính là màn hình phẳng. Trước đó thì mình cũng đã sử dụng một cái màn hình cong khá là nhiều từ đời S21 Ultra đến đời cả S23 Ultra rồi. Vì vậy khi mà mình nghe là chiếc điện thoại này nó sẽ được thiết kế là phẳng ấy, thì mình đã nói rằng là không, nó đang cong đẹp tự nhiên thì đi làm phẳng thì khác nào lại dùng iPhone đâu. Nhưng mà thành thật mà nói, bây giờ sau khi mà mình thực sự là sử dụng điện thoại này rồi, và mình cũng đã phải rút lại cái lời nói trước là công nhận là phẳng của nó đẹp hơn thật. Và cái điều đó là có lẽ liên quan đến cái tính đối xứng, có điều gì đó ở những cái khung viền đồng nhất này làm cho nó gọi là bóng bẩy hơn. Ngoài ra thì cái việc mà xem nội dung trên cái màn hình lốt ruồi nhỏ nhỏ xinh xinh này ấy, giống như là một cái bữa tiệc thị giác vậy. Cái màn hình trên S23 Ultra ấy, vốn nó đã khá là tuyệt vời rồi, và mình thực sự rất là ngạc nhiên rằng ấy, là Samsung đã làm nó thậm chí là còn tốt hơn trên S24 Ultra với cái độ sáng tối đa hiện nay nó là 2600 nit. Ở ngoài trời ấy, thì nó khiến con S23 Ultra và con iPhone 15 Pro Max của mình ấy, trông nó khá là nhạt nhòa, trông những thế là còn tối nữa cơ. Cái điều đáng chú ý ở đây ấy, nó chính là cái màn hình hiển thị nó sẽ tự nhiên và sống động hơn so với con S23 Ultra. Thì đây không phải là thứ mà các bạn dễ dàng nhận thấy trừ khi là các bạn đặt hai máy cạnh nhau để mà so sánh trực tiếp như thế này. Ngoài ra thì Samsung cũng đã bổ sung một cái lớp phủ chống phản chiếu này, đây cũng là một cái yếu tố gọi là gần như là thay đổi cuộc chơi đấy. Đặc biệt là đối với những người mà thường xuyên để cái chế độ dark hay là chế độ tối như mình ấy, thì cái chuyện mà ít phản chiếu hơn ấy, thì có nghĩa là cái màu sắc nó sẽ nổi bật hơn và màu đen của nó cũng sẽ sâu hơn. Thì đây là một cái bản nâng cấp gần như là yêu thích của mình trên chiếc màn hình này, và mình rất ngạc nhiên khi mà Samsung ấy họ đã không đề cập đến nhiều hơn về nó. Và cái sự kiện ra mắt nó không giống như kiểu là Apple ấy, nếu mà họ làm được điều này ấy, thì họ sẽ gọi nó đây là gần như là một cuộc cách mạng, một cuộc đổi mới gì đó. Nhưng mà còn Samsung thì nếu mà họ làm gần như là ít người nào mà quan tâm đến, hoặc gần như là không biết luôn. Chiếc điện thoại này thì nó cũng có một cái mặt kính chống sức tốt hơn, nó rất phù hợp với những người mà không thích sử dụng cái miếng bảo vệ màn hình. Cho đến nay thì chiếc máy này thì của mình ấy, nó đang không hề có một cái vết cháy xước nào cả, mặc dù thì mình cũng chưa dán cường lực đâu nhá, và cũng cầm đi quay hay là cho các bên review mượn máy khá là nhiều. Nếu như đó là cái con iPhone 15 Pro Max của mình ấy, thì mới ngay ngày hôm đầu tiên thôi, khi mà mình cầm đi quay thì đã có một cái vết xước to tổ bố ở màn hình rồi. Nó to thật luôn và nó dễ xước kinh khủng luôn ấy. Nhưng mà thời gian thì còn đang khá ngắn, mình cũng chưa thể là chắc chắn được là nó có tốt thật hay là không, cho nên là cũng phải đợi một thời gian nữa để xem nó như thế nào. Một lĩnh vực khác mà mình thấy thực sự ấn tượng của chiếc điện thoại này đó chính là về thời lượng pin. S23 Ultra ấy, thì vốn đã có một cái thời lượng pin rất là khủng rồi, nhưng mà bằng cách nào đó thì Samsung thậm chí còn đang làm tốt hơn nó ở S24 Ultra, dù là có đang có cùng một dung lượng thôi. Với cái mức sử dụng trung bình của mình đối với các mạng xã hội, các cuộc gọi, YouTube và Netflix ấy, thì mình sẽ tiêu tốn đâu đó khoảng tầm là hơn 50% pin vào cuối ngày. Và trong những ngày mà mình đi du lịch hay là mình đi công tác ấy, thì mình gần như là không phải lo lại quá nhiều về pin cả. Mình có thể là sử dụng nó nguyên một ngày, kể cả là mình có quay chụp rất là nhiều, quay ở mức cao nhất là 4K 60fps, thì cuối ngày mới cần phải là sạc đầy thì mức máy ở pin ấy thì nó vẫn còn ít nhất khoảng tầm là 20% pin. Với cái mức sử dụng của mình trong vòng 10 ngày qua ấy, thì mình cũng đã phải gọi là chơi game rất nhiều và quay phim nhiều nhất có thể để mà có thể là đánh gục cái viên pin này rồi, nhưng mà hiện tại là chưa thể đánh gục được. Mình cũng phải công nhận một điều là con máy này nó đang có một cái thời lượng sử dụng pin là quá là tốt, thậm chí là theo như mình thấy ấy, nó còn đang tốt hơn cả con 15 Pro Max và con S23 Ultra rất là nhiều nữa cơ. Còn về hiệu suất ấy thì mình thực sự là không có nhiều điều để nói về nó đâu, bởi vì là nó khá đơn giản thôi, nó đang rất là khỏe và dư thừa. Bởi vì là Qualcomm dường như gì họ đang đánh bật nó ra khỏi cuộc chơi, bởi vì là con Snapdragon 8 Gen 3 này ấy, nó đang vượt trội trong tất cả mọi game luôn. Ý mình là con S24 Ultra ấy, nó có thể xử lý mọi thứ có trên CH Play Store mà
các bạn không cần phải đổ giọt mồ hôi nào cả với con chip này cả. Nó đảm bảo hiệu suất và khả năng phản hồi rất là nhanh chóng. Và trên thực tế thì nó còn đang cho một cảm giác mượt mà hơn rất là nhiều so với S23 Ultra. Có thể thì cái điều này đang liên quan đến Android 6.1, cho nên thì mình sẽ không có một cái phàn nàn bất cứ một điều gì về hiệu năng cả. Nó chỉ là đang rất là ổn định và quá dư thừa ở thời điểm này. Còn về phần nhiệt độ ấy, khi mà mình được con S24 Ultra này chạy hết công suất, như là chẳng hạn là chơi game trong một trạng thái là bật 4G trong một thời gian dài ấy, thì có thể là nó sẽ nóng hơn một chút so với hai chiếc còn lại. Mặc dù thì nó sẽ được thiết kế cái buồng hơi nó lớn hơn là 1,9 lần so với năm trước, nhưng mà có vẻ là nhiêu đó thôi là chưa đủ với con chip Snapdragon 8 Gen 3 này. Cái nhiệt độ cao nhất mà mình có thể trải nghiệm được nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 38-39 độ. Có thể là do cái tiết trời Hà Nội đang lạnh buốt như thế này ấy, nên là mình cũng chỉ thấy là nó ấm ấm tay lên mà thôi, nó không đáng kể cho lắm. Ngoài ra thì cái quan trọng nhất và cái cải tiến lớn nhất đó chính là Galaxy AI. Chúng sẽ được tích hợp rất tốt vào con Galaxy S24 Ultra này. Nó sẽ giúp trải nghiệm của người dùng trên thiết bị trở nên gọi là trực quan hơn rất là nhiều. Một trong những ứng dụng yêu thích của mình ấy đó chính là cái ứng dụng Circle khoanh tròn ấy để mà tìm kiếm ấy. Và cho đến nay ấy, thì nó đang hoạt động khá là ấn tượng. Các bạn chỉ cần là đơn giản là khoanh tròn bất cứ thứ gì trên màn hình của các bạn, rồi nó sẽ mang lại một cái kết quả gọi là phù hợp nhất với cái hình ảnh mà các bạn chọn. Nó sẽ hỗ trợ cái việc mua sắm, đó cũng là một trường hợp mà gọi là theo như mình thấy là khách quan để mà anh em áp dụng được cái tính năng này rõ ràng nhất. Một cái tính năng yêu thích khác của mình đó chính là chuyển động chậm, cho phép mình là có thể là xem trước bất kỳ video nào trong thư viện của mình ở cái chế độ là chuyển động slow motion một chút đấy, chỉ bằng cách là anh em nhấn và giữ vào clip là được thôi. Và mình cũng thích cái công cụ như là cái kiểu viết ở trong ứng dụng tin nhắn. Cái công cụ này thì chắc chắn là nó sẽ rất là hữu ích đối với nhiều người rồi. Kiểu văn khô khan một chút thì cái này AI nó sẽ kiểu tiến hóa hơn cái đoạn văn của mình, giúp cho nó nghe nó thú vị hơn và nó đỡ bị cụt lủn hơn đấy. Tuy nhiên thì cái điều mà mình thích hơn đó chính là cái phần mà tóm tắt trên web ấy. Nó tiết kiệm ngay lập tức thời gian để mà anh em tóm tắt luôn. Và bạn cũng có thể là thực hiện tương tự cái điều đó trong cái ứng dụng là ghi chú. Tuy nhiên thì cái giới hạn của nó ấy, nó cũng chỉ là 8.000 ký tự mà thôi. Và bạn cũng có thể là dịch các cuộc gọi trực tiếp trong thời gian thực. Tính năng này thì nó cũng đang hoạt động theo như mình thấy là khá tốt. Và đặc biệt nữa là hỗ trợ cả tiếng Việt Nam nữa. Thì đây cũng là một tính năng rất là tuyệt vời và bạn sẽ được tận dụng rất là nhiều. Miễn là các bạn có thể là nói chuyện được với những người mà có ngôn khác. Chẳng hạn như là các bạn làm xuất nhập khẩu hay là các bạn làm việc với người nước ngoài nhiều ấy, thì bật tính năng này lên thì nó sẽ hỗ trợ được cái việc mà cả giao tiếp của các bạn tốt hơn. Sau đó thì các tính năng chỉnh sửa ảnh AI thì các bạn có thể là tùy chọn một lần nhấn để mà làm lại các mới các bức ảnh của mình. Chẳng hạn như là loại bỏ những cái thứ mà các bạn không muốn này, mở rộng ảnh hoặc là chỉnh sửa mọi thứ. Nó hoạt động hoàn toàn rất là tốt trong hầu hết thời gian, nhưng mà không giống như là cái bất kỳ thứ AI nào nó tiện dụng hơn ấy, thì nó không phải là lúc nào các bạn cũng đạt được cái mục đích của mình. Trong nhiều trường hợp thì nó khá là ngu ấy, nhưng mà theo như mình thấy thì vẫn khá là tượng. Bây giờ thì đến với camera, của Samsung ấy thì anh em cũng đã biết rồi là họ sẽ thiên về cái màu sắc nổi bật hơn so với iPhone 15 Pro Max. Cái lượng ảnh của S24 Ultra ấy, nó luôn luôn là đẩy tông màu lên một cách gọi là rực rỡ nhất có thể để làm cho cái bức ảnh gọi là sống động hơn bao giờ hết. Còn iPhone 15 Pro Max ấy thì lượng ảnh khá là thật, nhiều lúc cảm giác là nó hơi bị nhạt nhạt và có phần là gọi là bị ám vàng trong một vài trường hợp. Các bạn có thể là có được một cái bức ảnh gọi là thực sự ấn tượng từ cái chiếc điện thoại này hơn. Theo như mình thấy thì mình sẽ thích cái lượng ảnh của S24 Ultra nhiều hơn ấy. Ngoài ra thì họ cũng đã chuyển từ cái cảm biến là 10 megapixel với khả năng thu phóng 10 lần sang cái cảm biến là 50 megapixel với khả năng thu phóng của nó chỉ là 5x thôi. Đó thực sự là một cái thay đổi được coi là gọi là tốt đối với nhiều người và các bạn sẽ có được những cái bức ảnh khá tuyệt vời từ cái cảm biến này. Đã có rất nhiều người lo lắng rằng ấy, bởi vì là hạ xuống là zoom 5x ấy, nên là cái chất lượng khi mà anh em zoom 5x ấy, nó sẽ kém hơn. Nhưng mà thực tế thì nó sẽ không phải là vậy đâu nhá. Nó thực sự là trông khá là giống nhau và thậm chí còn đang tốt hơn trong một số trường hợp nữa cơ. Cái độ trễ mặt chụp của nó cũng tốt hơn trước rất là nhiều. Mặc dù thì nó sẽ không thể là bằng iPhone được. Thì bây giờ các bạn cũng có thể là quay video 4K tốc độ 60 khung hình mỗi giây từ tất cả các ống kính với khả năng là thu phóng liền mạch giữa các ống kính luôn. Thật ra thì cái này ấy, nó vẫn còn rất nhiều chỗ để cải thiện, nhưng mà nó đang tốt hơn con S23 Ultra rất là nhiều. Ngoài ra thì các bạn có thể quay 4K ở chế độ là 120 khung hình mỗi giây. Nó mang lại một cái chuyển động chậm khá là thú vị ở cái chất lượng 4K và theo như mình thấy nó rất là ấn tượng. Nhìn chung thì cái hệ thống camera trên con S24 Ultra ấy, theo như mình thấy nó đang rất tốt, nó tốt hơn rất nhiều so với các năm trước khá là nhiều. Còn một cái tính năng nâng cấp nữa đó chính là hỗ trợ cập nhật phần mềm lâu dài. Thì Samsung họ cũng đã hỗ trợ điện thoại này trong vòng 7 năm với các bản cập nhật hệ thống hệ điều hành và bảo mật nó lâu hơn rất là nhiều. Mình khá chắc chắn rằng là các bạn hay là mình ấy thì sẽ không mấy ai có thể là sử dụng chiếc điện thoại này trong vòng 7 năm đâu. Nhưng mà mình nghĩ là cái điều đó ấy, nó sẽ giúp nâng cao cái giá trị bán lại của chiếc điện thoại này. Anh em mua khoảng tầm là 4-5 năm nữa thì bảo là bên này thì vẫn còn 3 năm cập nhật nữa thì nó vẫn là một cái điều đáng giá mà. Tổng hợp tất cả những cái điều đó lại với nhau và Galaxy S24 Ultra dễ dàng là chiếc điện thoại tốt nhất của Samsung cho đến nay. Kết hợp với tất cả các tính năng AI rất là vượt bậc và nó đang cho một cái chiếc điện thoại gần như là mượt mà nhất mà mình từng thấy trên một chiếc điện thoại thông minh nào cả. Chưa kể là cái thời lượng pin của nó rất là tuyệt vời nữa chứ. Cho nên thì câu hỏi được đặt ra bây giờ ấy là có nên nâng cấp lên con S24 Ultra này không?
Thật ra thì nếu mà các bạn đang sử dụng S2 và Ultra ấy, thì không, nói thật là không. Bởi vì là Samsung cũng đã đề cập rằng ấy, là một cái số tính năng AI này ấy, cũng có thể là sẽ có trên dòng S23 sớm thôi, ngay khi mà chúng ta được cập nhật lên cái phiên bản là One UI 6.1. Nhưng mà nếu mà các bạn tận dụng được các ưu đãi như là thu cũ đổi mới, trợ giá các thứ để được có cái giá tốt nhất để mà chuyển sang S24 Ultra ấy, thì có thể là nó sẽ không làm ngốn các bạn bao nhiêu tiền. Thì cái điều đó thực sự là rất là xứng đáng. Nhưng mà nếu mà các bạn đang sử dụng các dòng điện thoại như là S22 Ultra trở về ấy, thì các bạn chắc chắn là có thể xem xét dòng điện thoại này. Thì bởi vì đây là một chiếc bản nâng cấp gần như là nó rất đáng để các bạn xuống tiền đấy. Vậy thì các bạn nghĩ sao về Galaxy S24 Ultra này? Hãy cho mình biết ý kiến của mọi người ở bên dưới comment nhé. Cảm ơn mọi người đã nghe. Giờ thì bye bye.